Alo, alo, các bạn ơi. Alo. Rồi, cô nghe rồi đó. Còn các bạn còn lại đâu? Cô nghe mới có hai bạn à. Các bạn còn lại đâu rồi? Dạ đây cô, đây cô ơi. Đây cô ơi. Rồi, ha. Cô. À, bây giờ là cô thấy đủ 44 bàn rồi đó. À, mình sẽ bắt đầu học bài nha. Thế tuần vừa rồi tiết tự học các em học bài như thế nào nhỉ? Học được không? Dạ có, cô ngồi chép bài. Ờ, chép bài hả? À. Thế khi xem bài thì có hiểu rõ các nội dung ở trong đó không nhỉ? Ừ. Khi xem các bài rồi thì có chỗ nào cần thắc mắc không? Yeah, không có chỗ nào thắc mắc hả? Thế bây giờ cô mời một bạn nào nhắc bài cho cô xem là cô đã gửi những nội dung gì cho các em tự học nè. À, cô mời Bảo Long nào. Bảo Long ơi. Alo, Bảo Long ơi. Dạ cô. Ừ, rồi, Bảo Long nhắc cho cả lớp xem là cô đã gửi những nội dung gì cho lớp chúng ta học, tự học nha. Con còn muốn học nhờ cô rồi đấy cô. Cô quên rồi hả? Thế cô gửi mấy lần rồi? Ừ. Xét một lần con ngủ chép bài xong rồi con cũng không nhớ. Trời ơi, học là để hiểu chứ. Đúng không? Học xong rồi phải nhớ là mình đã học cái bài gì rồi. Không nhớ được nội dung bên trong thì phải cũng phải nhớ mình học cái bài gì rồi chứ.
Rồi, vậy cô mời một bạn khác trình bày thay cho bạn Long ha. Bạn Long xem lại giùm cô cái nội dung mình tự học nha. Cô mời bạn Thanh Tùng nào. Anh Tùng ơi, anh Tùng đâu rồi nhỉ? Alo, alo, anh Tùng ơi. À, Thanh Tùng online ở đây mà để đi đâu rồi nè, không thấy tín hiệu nè. À rồi, bật mic lên nói đi em. Thanh Tùng nhắc lại cho cả lớp chúng ta cùng nghe xem là cô đã gửi những nội dung gì cho các em tự học nào. Ở bài nào đó em? Thưa cô là nội dung tự học là bài 11 rồi. À, bài 11, rồi bài gì nữa? Mỗi bài 11 thôi cô. Có mỗi bài 11 thôi hả? Thế tuần vừa rồi em học bài gì? Tuần vừa rồi tự học bài gì? Hả Tùng? Bài 9 đó cô. À bài 9 và bài số? 8. À số 8. Đó. À rồi, cô cảm ơn Tùng ha. Lớp ơi, lớp để ý nè. Cô đang hỏi cái nội dung tự học của tuần vừa rồi á. À, còn tuần này là cô mới gửi ngày hôm qua, đó là bài số 11. Bài số 11 là các em chưa phải học đâu. À, tới cái tiết tự học tiếp theo để các em mới mở cái bài 11 ra học nè. Ha, à, còn mục đích hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây là chúng ta giải đáp thắc mắc ở cái tuần tự học vừa rồi. Là cái bài số 8 và bài số 9 đó. Nha. Rồi, bây giờ các em đã thấy cái bài 11 cô gửi rồi đúng không? Cái chủ đề thủy quyển đó. À, là cái tiết tiếp theo của chúng ta đây, là tiết ngày thứ mấy đây nhỉ? Để cô coi cái thử có biểu nào. À, là cái tiết sáng thứ sáng thứ năm nè. À, sáng thứ năm tiết đầu tiên này nè. À, cái tiết đó thay vì chúng ta gặp nhau như thế này thì các em sẽ mở cái tài liệu đó ra để tự học. À, và học tự học của tiết đó là cái bài số 11 mà cô vừa mới gửi ngày hôm qua đó. À, còn hôm nay chúng ta gặp nhau là để giải đáp thắc mắc của hai cái bài mà tuần trước cô gửi trong cái chủ đề tác động của nồi và ngoại lực tới địa hình bề mặt trái đất á. À, là bài 8 và bài 9. À, vậy có bao nhiêu bạn là đã xem hết cái bài 8, bài 9 tuần vừa rồi cô gửi rồi nhỉ? Giơ tay lên cô coi coi nè. Con số nó dừng lại ở 14 người. 15 rồi, 16. À, hiện tại đang dừng lại ở 19 bạn đã xem 22 bạn rồi ha. Đó, 25 rồi. 26. Ừ, hiện tại là có thấy 30 bàn rồi nè. À, như vậy là có 30 bàn trên 44 bàn trong lớp chúng ta đã tự học ở cái nội dung tự học tuần vừa rồi. À, đó là về chủ đề tác động của nội lực và ngoại lực tới địa hình bề mặt trái đất chúng ta. À, ở bài số 8 và bài số 9 ha. Rồi, con số bây giờ đã tăng lên 35 người. Đó, như vậy là vẫn còn có một số bạn chưa học đúng không? À, 36 rồi. 37. Và 8 rồi. À, mình cứ để nguyên tay vậy cho cô ha, để cô kiểm tra xem là bạn nào chưa học nào. Hồi nãy là 40, bây giờ có một bạn đã dở dạt là bỏ tay xuống rồi kìa. À, như vậy là còn có 4 bạn chưa có tự học, đó là bạn Huỳnh Anh Tuấn, bạn Nguyễn Thanh Hải,
bạn Bảo Linh và bạn Trần Quang Huy. À, bốn bạn có ngồi trước màn hình có nghe cô gọi không nhỉ? Anh Tuấn ơi. Dạ. À, vậy là anh Tuấn chưa từng học ở tuần vừa rồi đúng không em? Dạ, con chép bài chứ con chưa coi cái file video. Ờ, vậy hả? Cái chép bài nó không quan trọng đâu cả lớp, bởi vì cô không có kiểm tra cái phần chép của các em. Ha, à, cái quan trọng là khi chúng ta coi để chúng ta hiểu bài. À, chứ cô không có bắt buộc các em chép, cô chỉ gợi ý là các em có thể tải xuống in ra để học. Hoặc là bạn nào mà muốn ấy thì các em ghi chép. Đó, hoặc là nếu đơn giản hơn thì chúng ta có thể gạch trong sách giáo khoa của các em cũng được. À, các em mở sách giáo khoa của chúng ta lấy cái viết chì nè. Cái viết chì chúng ta gạch vào những nội dung chính trong sách giáo khoa của chúng ta cũng được rồi. Bởi vì nó nằm trong sách hết cả, chỉ có lọc ra để những cái ý chính thôi. À, cho nên là các bạn đừng có cầm cùi ngồi chi chép nhiều quá ha. Tập trung để chúng ta học và hiểu bài. Nha. Rồi, Thanh Hải ơi, Thanh Hải đã xem, đã chép bài, cũng chép bài như bạn hả? Dạ đúng rồi con. À, rồi, con Bảo Linh. Bảo Linh ơi. À, Bảo Linh không lên tiếng nè. Ngọc An nói là Ngọc An còn đăng cái đó lên YouTube á hả? Đăng lên YouTube chi em? À, vậy hả? Lên YouTube làm cô nổi tiếng luôn đó. Ôi, con Bảo Linh nghe. Con nghe nè Bảo Linh. Dạ con có vô rồi mà cô. À vậy hả, hồi nãy cô thấy Bảo Linh không có giơ tay. À em đã tự học rồi đúng không? Dạ. Ừ rồi, như vậy là hiện tại có 3 bạn. À, các bạn cũng đã xem rồi. À nhưng mà các bạn lo chép bài cho nên các bạn chưa xem được clip ha. Rồi cũng chưa xem được file PowerPoint. Rồi bây giờ nè, cô nhắc lại nha. À, khi cô gửi cái nội dung tự học cho các em thì chúng ta phải tự học. Và quan trọng ở đây là chúng ta học và chúng ta hiểu bài. À, còn ghi chép thì ngay từ đầu là cô nói là có thể là tải xuống in. Ha, hoặc là bạn nào muốn chép thì chép nhanh, chép tắt á, chép viết tắt cho các em á. Chứ cô không có kiểm tra cái phần ghi chép của các em. Còn khi nào đi học lại thì chúng ta sẽ có quyển đề cương là giáo viên phát ra cho các em đó. À, vậy bây giờ cách nhanh nhất để các em đỡ tốn thời gian chép bài á, là các em có thể dùng cái sách của chúng ta và cây viết chì. À, cùng cái thước chúng ta gạch nội dung chỉnh vào trong sách. Nha, được không cả lớp? À, và quan trọng là các em xem cái clip mà cô gửi hoặc là cái file PowerPoint cô gửi. Đó, hai cái đó là quan trọng nhất nè. Để chúng ta hiểu bài rồi sau đó chúng ta làm cái cầm kèm cái file bài tập mà cô có gửi nữa. Cái bài tập đó là có cái câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi lý và lý thuyết. Tức là chúng ta phải tự học làm sao nó có hiệu quả. À, chúng ta ngồi chép ngay từ trên xuống mà chúng ta không hiểu một cái gì thì cuối cùng nó không có hiệu quả. Được không cả lớp? À, bắt đầu từ tuần này là chúng ta sẽ làm như thế ha. Và bắt đầu từ tuần này là có bài 11 mà cô đã gửi rồi đó. Được chưa? À, trong đó cũng có 3 file nhé. À, file thứ nhất là file bài tập. File thứ hai là file nội dung ghi bài. À, cô nhắc lại là nội dung ghi bài chúng ta có thể là in ra hoặc là có thể là gạch trong sách giáo khoa ha. Còn bạn nào chép nhanh thì chúng ta chép cũng được, nhưng không bắt buộc phải chép hết toàn bộ. À, rồi. Và cái file thứ tư là cái clip mà soạn PowerPoint và cô đã ghi âm ở trong đó rồi. Được chưa cả lớp? Cho nên chúng ta quan trọng là chúng ta hiểu bài và vận dụng để làm bài tập nha. Ừ, rồi. Và bây giờ các bạn thả tay xuống đi ha. À, sau khi đã tự học ở cái hai cái nội dung mà cô gửi tuần vừa rồi đó, thì các em có cái phần nào các em chưa hiểu không nhỉ? À, nếu có chỗ nào chưa hiểu thì chúng ta cứ nói lên ha, để chúng mình cùng giải đáp thắc mắc với nhau. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào hai cái bài đó ha, bài số 8 và bài số 9 trong cái chủ đề đó. À, để xem là của chỗ nào mình chưa hiểu không nha. À, mình sẽ đi nhanh những cái phần lý thuyết nha cả lớp. Bây giờ lớp chúng ta cùng theo dõi trên màn hình nè. À, các em sẽ xem xét hai cái trường hợp.
đó. Và nhận xét cái điểm tổng và khác nhau ở hai trường hợp này. Cô ơi, con đói bụng quá cô. Giờ này là bắt đầu đói bụng rồi đó. Rồi, thế khi chúng ta xem xong rồi ha, thì các em thấy rằng là trong hai cái trường hợp đó có điều gì giống nhau khác nhau hay không? Và có nó liên quan gì tới cái chủ đề mà chúng ta đã từng học hay không? À, bạn nào giơ tay nhỉ? Có thể hiện tại đang là 15 bạn giơ tay nè. Là giơ tay hồi nãy hay là giơ tay trả lời cái câu hỏi này? Thế cô mời một bạn bất kỳ nha. À, khi xem rồi thì các em thấy giống nhau khác nhau như thế nào nè. À, cô mời bạn Đức Hải nào. Dạ cô. Ừ, rồi xem hai cái trường hợp vừa rồi thì em thấy nó có giống nhau khác nhau như thế nào và nó liên quan gì tới cái nội dung mà các em đã từng học ở tuần vừa rồi. Dạ thưa cô, là con thấy sự khác nhau là ở cái trường hợp thứ nhất là gà con đã hình thành cái con vật luôn rồi, còn cái ở trường hợp thứ hai thì nó chỉ mới làm cái gì đó chứ nó chưa thành một cái con gà. À, rồi. Còn gì nữa không Đức Hà? Còn cái trường hợp 1 là con gà con nó tự chui ra, còn cái trường hợp 2 thì đã bị tác động lực bên ngoài làm vỡ ra. À, như vậy là có nghĩa là một cái là tác động từ bên ngoài là tác động ngoài lực, còn một cái là tác động. Dạ, đúng rồi cô. Một cái là tác động từ bên. Bên nào nhỉ em? Nhà con hơi ồn xíu. À hơi ồn ha. Rồi lập chúng ta nghe bạn Hải nói rồi thì chúng ta có phân biệt được cái nào là ngoài lực và cái nào là nội lực không nhỉ? Các em phân biệt được không? Trường hợp thứ nhất nó là tác động của bên nội lực bên ở bên trong, còn trường hợp thứ hai là tác động của ngoài lực bên ở bên ngoài, đúng cả lớp đó. Con gà nó đang chui ra từ bên trong, nó dùng lực bên trong để nó tác động tới cái thành vỏ trứng bị vỡ ra và nó chui ra bên ngoài. À, còn trường hợp thứ hai là chúng ta đập trứng, là tác động từ bên ngoài làm cho quả trứng vỡ và vỡ ra đó. Tác động của nội lực và ngoại lực tới địa hình bề mặt trái đất chúng ta cũng tương tự như như thế, chỉ có điều là cái lực tác động nó sẽ lớn hơn và nó tạo thành cả cái hài dạng địa hình khác nhau trên bề mặt trái đất ha. Vậy cụ thể thì nó như thế nào? Thì cái bài đầu tiên là bài số 8 ha, tác động của nội lực tới địa hình bề mặt trái đất. Thì lớp chúng ta xem lại cái nội dung chính của bài nào. Bây giờ lớp hãy sử dụng những cái kiến thức mà các em đã từng học để cho biết những hình ảnh sau, hình ảnh nào là tác động của nội lực. À, hình ảnh nào là tác động của nội lực? Có mời bạn Ngọc Như nào. Núi lửa là tác động của nội lực. Rồi hình nào nữa nhỉ em? Dạ động đất. Sạt lở đất do lũ. À, sạt lở đất do lũ là do nội lực hay do ngoại lực? Dạ ngoại cơ. À, ngoại lực ha. À, rồi còn cái nào còn nội lực nữa nhỉ? Dạ hết rồi cô. Ngoại lực cô. Như vậy là theo em là hai cái hình đầu là núi lửa và đồng đất là nội lực đúng không? Còn bốn hình còn lại là ngoại lực, không phải là nội lực phải không? Đúng không em? Dạ. Rồi, cô cảm ơn bạn ha. Sẽ có bạn nào có ý kiến so với bạn không nhỉ?
Ngọc An, theo Ngọc An có ý kiến nào bổ sung cho bàn không? Tay em của bàn trả lời như thế đúng chưa nhỉ? Sao em? Cô nghe không rõ lắm. À, như vậy là bàn bổ sung thêm cái núi trẻ nâng cao đúng không? Rồi, cô cảm ơn bạn An ha. Như vậy là chúng ta thử xem là câu trả lời của các bạn đã chính xác chưa nha cả lớp. Những cái hình ảnh sau là tác động của nội lực tạo nên nè. Đó. Như vậy là bổ sung của câu trả lời của hai bạn là chính xác. Núi lửa, đồng đất và núi trẻ nâng cao là tác động của nội lực tạo nên. Còn ba cái còn lại ha, đó là thiên thạch rơi, bom đạn hay là sạt lở đất, đó là tác động của ngoại lực. Đó. Từ đó thì chúng ta có thể trình bày được khái niệm nội lực là gì ha cả lớp. Là lực phát sinh từ bên trong lòng trái đất. Và những nguồn năng lượng sinh ra nội lực cũng là nguồn năng lượng từ trong lòng trái đất. Ví dụ như là năng lượng sự phân hủy các chất phóng xạ. Các chất phóng xạ là những chất nào thì các em học trong hóa học các em đã thấy rồi. Trong cái bảng tuần hoàn hóa học đó, chúng ta nhìn chúng ta sẽ biết được những chất phóng xạ chúng có nguồn năng lượng rất là lớn. Hoặc là sự dịch chuyển của các dòng vật chất theo quy luật của trọng lực. Theo quy luật trọng lực thì vật chất có trọng lượng nặng nó sẽ chìm xuống dưới, còn vật chất có trọng lượng nhẹ thì nó sẽ nằm bên bên trên. Hoặc là năng lượng của các phản ứng hóa học. Các phản ứng hóa học thì sinh ra một nguồn năng lượng rất là lớn. Thì cái này trong bộ môn hóa học cũng có nói rõ cho các em về cái này. Thì tất cả những cái nguồn năng lượng này là những nguồn năng lượng sinh ra nội lực từ bên trong lòng trái đất. Rồi bây giờ lớp chúng ta hãy làm cái bài tập sau nhanh dùm cô ha, để xem là ai nhanh hơn nè. Rồi chúng ta sẽ có một cái đoạn văn. Rồi vậy từ cái đoạn văn này thông qua những con số ở trên này thì lớp chúng ta hãy trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, từ 1909 đến 2009 đỉnh Phan Xi Păng cao lên bao nhiêu cm? Và trung bình mỗi năm đỉnh Phan Xi Păng cao lên bao nhiêu cm? Và nguyên nhân vì sao? Chúng ta sẽ làm nhanh bài tập này giùm cô ha. Để xem là ai nhanh nào. Bây giờ cô sẽ mời một bạn ha. Cô mời bạn Trí An nào. Trí An ơi. Hello. Rồi, Trí An tỉnh được chứ nhỉ em? Alo, chị An ơi. Câu số 2 hay câu số 1? Câu số 1 em tính được bao nhiêu? À, 4,3 mét. 4,3 mét. 4,3 mét nhưng mà đổi ra được bao nhiêu cm nhỉ? Dạ, 430 cm. Rồi, chính xác ha, 430 cm. Rồi, vậy từ đó, trung bình mỗi năm Phan Xi Păng cao lên được bao nhiêu? Anh tỉnh được không em? Cái mic của anh nó nhỏ quá bao nhiêu cm nhỉ? Gần 4 cm mỗi năm. Gần 4 cm mỗi năm ha. Rồi, vậy theo em nguyên nhân là vì đâu? Nguyên nhân tại sao Phan Xi Păng càng ngày lại càng cao lên như thế? Tác động
do tác động của nội lực, đúng rồi, chính xác ha. Rồi, cảm ơn bạn An ha. Như vậy là bạn An đã trả lời được hai câu hỏi rồi nè. Cả lớp để ý giùm cô nè. Chúng ta đọc đoạn văn thì chúng ta thấy được rằng là Phan Xi Păng cao hơn 4,3m so với năm 1909. Năm 1909 người Pháp đo được là 3.143m cả lớp. Đây vẫn là con số mà chúng ta đang sử dụng ngày nay nè. Ngày nay ai hỏi Phan Xi Păng cao bao nhiêu thì các em cũng nói rằng là 3.143m. Đó, nhưng thực tế 2019 thì người ta đo được là Phan Xi Păng cao lên 3.147m, tức là đã cao hơn 4,3m so với kết quả ngày xưa. Và chúng ta đổi ra được là 430cm này. Và như vậy trung bình mỗi năm thì Phan Xi Păng cao lên là khoảng 3,9cm. Hồi nãy bà nói là khoảng gần 4cm đó ha. Rồi, và cái nguyên nhân ở đây đó là do tác động của nội lực đang làm cho Phan Xi Păng đang cao lên thông qua cái vận động nâng lên của vỏ đại đất. Vậy từ đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là tác động của nội lực tới địa hình bề mặt đại đất chúng ta sẽ có nhiều dạng tác động khác nhau. Tác động nâng lên đó là vận động theo phương thẳng thẳng đứng. Ngoài vận động theo phương thẳng đứng thì còn có những cái vận động theo phương nằm nằm ngang. Vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm hiểu vào cái vận động đầu tiên ha, vận động theo phương thẳng đứng. Rồi, thì cái khái niệm vận động theo phương thẳng đứng thì khi xem thì các em đã thấy rất là rõ. Đây là vận động nâng lên hạ xuống của vỏ đại đất theo phương thẳng đứng. Nâng lên và hạ xuống theo phương thẳng đứng ha cả lớp. Rồi, và cái điều kiện đó là nó xảy ra rất là chậm trên một diện tích rộng lớn. Làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên trong khi bộ phận khác là bị hạ xuống, và kết quả là sinh ra cái hiện tượng biển tiễn và biển thoại. Đó, lớp chúng ta cùng xem lại một lần nữa ở trên cái hình này nè. Trong clip là cô có giải thích rất là rõ thế nào là hiện tượng, thế nào là biển tiễn, thế nào là hiện tượng biển thoại ha. Đó, bây giờ một bạn trong lớp chúng ta giải thích lại cho lớp chúng ta cùng nghe về cái hai cái hiện tượng này nè. Phân biệt hai cái hiện tượng này nó khác nhau như thế nào ha. Cô mời bạn Vĩnh Tường nào. Tường ơi. Vĩnh Tường đâu rồi nhỉ? Đây cô. Rồi, Vĩnh Tường phân biệt cho lớp chúng ta cùng nghe xem là hai cái hiện tượng biển tiễn và biển thoại nó khác nhau như thế nào nhỉ? Còn cô không biết nữa, cô con lên mạng con tra, cô cũng chả biết nó biển tiễn và biển thoại nó khác nhau chỗ nào nữa cô. Vậy hả? Vậy là Tường chưa xem cái clip cô gửi hả? Tại chưa cô. Tại sao lại chưa xem đó? Hồi nãy Thường giơ tay rồi mà. Cô chỉ chép bài, con chỉ coi thôi, chứ còn chỉ coi clip mới con. Lúc mà con coi, con không thấy clip của con, kiểu như con chỉ nhìn qua một con, kiểu như con không để ý tới cái clip của con, rồi sau con quay lại con mới thấy được cái clip của con. Chả đó. Tường cần xem lại nha. Dạ. Rồi, nhớ là chiều nay là xem lại ngay cái clip giùm cô nhá, cửa Tường. Dạ. Rồi. Bây giờ cô mời một bạn khác nào trình bày thay cho bạn Tường ha. Cô mời bạn Ngọc Tâm nào. Dạ cô, biển tiễn là hiện tượng mực nước biển dâng lên tương đối với đất liền và đường bờ biển lùi sâu vào trong đất liền. Còn biển lùi là hiện tượng mực nước biển hạ thấp làm lộ các phần của đáy biển. Còn gì nữa không em? Dạ không. Không hả? Rồi. Vậy nếu nói như bạn nói thì các em sẽ hiểu nhầm cái hiện tượng thủy triều. Thủy triều cũng vậy đúng không cả lớp? Thủy triều cũng dâng vào đất liền rồi cũng lùi ra đất liền. Nhưng mà đó là thủy triều chứ không phải là biển tiễn biển thoại. Và chúng ta cần phân biệt biển tiễn biển thoại nó xảy ra khi nào. Thế nó cũng giống như bạn nói, nhưng mà cần phải thêm cái điều kiện nữa ở đây là xảy ra cái vận động nâng lên hay là hạ xuống của vỏ trái trái đất. Thì chúng ta nhìn cái hình biển tiễn nè, hình bên này ha. Xảy ra khi có vận động hạ xuống của vỏ trái đất. Khu vực này bị sụt lún xuống thì nước biển mới tiến sâu vào đất liền. Đó, làm cho diện tích đại dương tăng lên, còn diện tích lục địa thì bị hạ xuống, bị giảm xuống.
Đó, tức là điều kiện là phải có cái vận động hạ xuống của vỏ trái đất ở đây. À, rồi còn trong cái hiện tượng biển thoái thì lại xảy ra cái vận động nâng lên của vỏ trái đất. Đó, và khi đó thì làm cho nước biển rút xa xa, diện tích đại dương giảm xuống, còn diện tích lục địa thì tăng lên. Đó, cái quan trọng ở đây đó chính là cái vận động nâng lên hay là hạ xuống. Và lớp nhớ dùng cô ha, biển tiến xảy ra khi có vận động hạ xuống của vỏ trái đất, còn biển thoái xảy ra khi có vận động nâng lên của vỏ trái đất. Và đây là do tác động của nội lực. Đó, còn cái hiện tượng thủy triều mà hồi nãy cô có nói đó, nó không phải là hiện tượng biển tiến biển thoái. Mặc dù là chúng ta cũng thấy nước biển tiến vào và nước biển thoái thoái ra trong cái tác động của thủy triều, nhưng mà cái nguyên nhân gây ra thủy triều đó là do lực hút của mặt trăng và mặt trời. Vì vậy nó không phải là hiện tượng biển tiến biển thoái. Đó, mình phân biệt chỗ nó đúng cô một tí ha. Rồi, vậy ở Việt Nam chúng ta cũng đã từng diễn ra cái hiện tượng biển tiến đó cả lớp. À, xảy ra biển tiến biển thoái luôn. Bây giờ lớp chúng ta cùng nhìn cái hình này. Đó, trong clip cô cũng có nói rõ về cái chỗ này ha cả lớp. À, đây là những cái dạng địa hình còn sót lại dưới cái tác động của thời kỳ biển tiến Pleiadian, diễn ra rất là lâu quá khứ ở trái đất chúng ta, ở Việt Nam chúng ta rồi. À, cái thời kỳ đó thì nước biển dâng lên rất là cao. Chúng ta thấy nè, nó dâng lên ha, và nó ăn mòn các dạng địa hình, những cái vật liệu nhỏ nhẹ là bị nó ăn mòn hết. Đó, nó để lại các mực khác nhau, các mực ăn mòn khác nhau trên các vách đá. À, chúng ta thấy ở đây nè, đây là nước biển nó dâng lên đến đây, nó ăn mòn vào đây nè. Rồi xong lại có thời kỳ nước biển nó dâng lên tới đây nè. Đó, và cái thời kỳ đó thì toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long chúng ta là ngập chìm dưới mực nước biển. Đó, và sau cái thời kỳ biển tiến đó thì nước biển mới rút ra, biển thoái ra, thì nó mới bể lộ cái bề mặt đồng bằng sông Cửu Long chúng ta như bây bây giờ. Đó là quá khứ đã từng xảy ra biển tiến biển thoái ở thành phố ở Việt Nam chúng ta ha cả lớp. Rồi, còn ở trên thế giới thì hiện nay cái vận động biển tiến biển thoái hay là vận động theo phương thẳng đứng vẫn tiếp tục diễn ra. Ví dụ khu vực được nâng lên, đó là khu vực phía Bắc Phần Lan và Thụy Điển ở đây này cả lớp. Lớp nhìn trên bản đồ chúng ta thấy khu vực này ha là đang được nâng lên nè. Đó, tức là ở đây là biển đang thoái, nước biển đang rút ra. Còn ở khu vực Hà Lan là khu vực này nè. Ở châu Âu á cả lớp, phần lớn lãnh thổ Hà Lan thì lại đang bị hạ xuống, tức là biển đang tiến vào ở đây, đang xảy ra vận động bị hạ xuống. Đó, rồi chúng ta có thể nhìn thêm cái hình ảnh ở đây nè. 1/3 đất nước Hà Lan nằm dưới mực nước biển. Đó, cho nên là Hà Lan đã phải xây dựng một cái hệ thống đê chắn biển rất là khổng lồ. Các em chắc chắn đã nghe nói tới đê chắn biển ở Hà Lan rồi đúng không nhỉ? Đó là một trong những con đê khổng lồ nhất giúp duy trì đất nước Hà Lan được như ngày nay. Là do cái vận động hạ xuống này cả lớp này. Biển đang tiến vào đất nước Hà Lan. Đó, rồi. Còn cái vận động tiếp theo là vận động theo phương nắm nằm ngang. Thì kết quả làm cho khu vực này bị nẻ nẹp, còn khu vực kia là bị tách giãn, gây ra hai cái hiện tượng uốn nẻ và đứt gãy. Bây giờ chúng ta nhìn cái hình 8.1 nha. Trước khi uốn nếp thì các lớp đất đã nằm song song với nhau. Nhưng mà sau khi có lực nẻ nếp theo phương nằm ngang, nẻ nếp vô thì các lớp đất đã bị uốn cong thành nếp. Nhưng mà nó không bị gãy. Nó chỉ uốn cong thôi, nó không bị gãy. Đó. Từ đây thì chúng ta sẽ so sánh được cái hiện tượng uốn nếp và hiện tượng đứt gãy ha cả lớp. Bây giờ mình sẽ xem ở hai cái đoạn clip sau nè. Để xem được cái uốn nếp và đứt gãy nó khác nhau như thế nào ha. Chúng ta cùng theo dõi nha cả lớp. Xem xong thì các em thấy được hai cái hiện tượng này nó khác nhau ở chỗ nào không nhỉ?
mời bạn tỉnh nào. Dạ cô. Ừ, bạn tỉnh xem hai cái clip rồi thì bạn tỉnh thấy được ủ nệp và đứt gãy nó khác nhau như thế nào? Dạ thưa cô, là hiện tượng ủ nếp là cái lực ép nó nằm ra phương nằm ngang, xong rồi nó sẽ sinh ra các dãy núi ngầm ở dưới mặt đất, nhưng mà các cái tầng của nó không bị đứt gãy ra. Còn hiện tượng đứt gãy thì mà cái nó bị chèn ép lại rồi nó lại nhô lên, và nó đã mấy cái tầng địa chất ở dưới nó bị đứt gãy ra. Ừ, rồi một cái là không có gãy, không có bị gì đứt đúng không, chỉ uốn thôi. Còn một cái thì bị đứt đứt gãy ha. Rồi cũng đúng đó. Lớp chúng ta cũng thấy như bạn đúng không nhỉ. Cô cảm ơn bạn ha. Như vậy là trong cái hiện tượng uốn nếp thì các lớp đất đá chỉ bị uốn cong thành nếp thôi đó, chứ không bị bị gãy. Còn trong cái hiện tượng đứt gãy thì nó bị đất bị gãy ra rồi dịch chuyển ngược cửu nhau nè đó, nó tạo thành những dãy núi hoặc là những con sông các đứt gãy đó. Chúng ta thể thấy được sự khác nhau rõ rệt ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem lại một lần nữa về cái từng cái hiện tượng một ha cả lớp. Đó, cái này là trong cái clip là các em đã thấy rất là rõ nè. Đó, là hiện tượng quy tụ uốn nếp ha, là hiện tượng các lớp đất đã bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính chất liên trục của chúng. Và như vậy là hiện tượng uốn nếp này nó sẽ xảy ra ở những nơi đất đá có độ dẻo cao ha cả lớp. Dẻo thì nó sẽ không bị gãy. Đó, chúng ta có thể xem một số cái hình ảnh của các cái nếp uốn ở Việt Nam chúng ta hoặc là trên thế giới. Đó, khi xem rồi thì sau này các em có đi du lịch ở đâu, ở các dãy núi nào á, thì các em nhớ quan sát xem là cái dãy núi đó có nếp uốn đẹp như thế này hay không ha, hoặc là có hiện tượng đứt gãy hay không. Đó, chúng ta nhớ quan sát thiên nhiên ở những địa điểm chúng ta đi qua ha. Hoặc là đây ở trên thế giới này cả lớp. Ở Australia ha, thì có những cái nếp uốn rất là đẹp. Đây là kết quả của hiện tượng uốn nếp các cả lớp. Còn hiện tượng đứt gãy thì chúng ta quan sát hình, chúng ta sẽ thấy rằng là nó bị gãy, dịch chuyển ngược hướng nhau ha. Và cái điều kiện đó là đất đá ở đó là cứng chứ không có là mềm dẻo như ở hiện tượng đứt uốn nếp nữa. Rồi còn đây là hình ảnh về thung lũng sông Hồng. Con sông Hồng của Việt Nam chúng ta là một trong những đất gãy điển hình nhất của Việt Nam ha. Còn ở bên này là hẻm vực Tu Sản, hẻm vực cao và sâu nhất của khu vực Đông Nam Á luôn. Đi qua cái con sông Nho Quế ở đất nước ở tỉnh nhà Hà Giang ha. Còn địa lý và địa hào thôi, nãy chúng ta xem cái trong clip rồi đó. Địa lý là bộ phận được nâng lên, còn địa hào là bộ phận bị sụt xuống ha. Ở Việt Nam chúng ta, lớp nhìn nè, đây là hình ảnh của cái dãy núi Con Voi. Còn trên bên này là các em sẽ nhìn thấy được vị trí của dãy núi Con Voi nó trên bản đồ ở khu vực miền Bắc nè. Đây. Đây là một địa lý điển hình nằm kẹp giữa hai đất gãy, đó là sông Hồng và sông Chảy. Như vậy là chúng ta có thể hiểu một cách nôm na đó là các dãy núi là những địa lý, còn các dòng sông là những địa hào. Đó, địa hào ngập nước ha cả lớp. Đó, chúng ta nhìn nè để thấy được những địa lý, những địa hào ở Việt Nam chúng ta. Rồi, còn trên thế giới thì chúng ta có thể thấy rằng là đất gãy Đông Phi nè. Đây kèm ở đây là con sông Nin đó cả lớp. Đó, và biển đỏ, đó là những cái địa hào ngập nước. Hoặc chúng ta có thể quan sát thêm ở đây có một cái đứt gãy rất là khổng lồ ở California, Mỹ nè. Một cái vết đứt khổng lồ ha, ở nước Mỹ. Đây cũng là tác động của vận động theo phương nằm ngang. Như vậy là chúng ta xong cái tác động của nội lực ha cả lớp. Cuối cái phần này có cái phần so sánh hai cái hiện tượng uốn nếp và đứt gãy. Đây là cái bài tập ở trong cái file bài tập của các em ở trong cái nội dung từ học cô có đưa đó. Thì chúng ta cùng xem để chúng ta so sánh lại ha. Mình sẽ thấy có những cái đặc điểm giống nhau, là đều chịu tác động của lực theo phương nằm ngang, nhưng mà khác nhau thì cũng rất là rõ rệt nè. Một hiện tượng thì xảy ra ở nơi là có độ dẻo, còn một hiện tượng thì xảy ra ở nơi đất đá có độ cứng ha. Rồi, và cái kết quả tạo ra cũng khác nhau. Một cái hiện tượng thì không phá vỡ tính chất liên tục, tức là không bị gãy, còn một hiện tượng thì lại phá vỡ tính chất liên tục, tức là bị đứt gãy ra. Kết quả thì một bên là tạo ra nếp uốn, mình uốn nếp, còn một bên thì tạo ra địa lý, địa lực hào, hẻm vực, thung lũng.
Đó, cái bài chúng ta nhớ ở đây chỉ là cái kết quả của câu hỏi lý thuyết ở trong cái file bài tập mà cô gửi cho các em ha. Rồi, còn sang cái thứ hai là tác động của ngoại lực. Thì lớp chúng ta hãy quan sát màn hình. À, sau khi các em đã tự học ở bài số 9 tác động ngoại lực rồi, thì chúng ta hãy ghi lại các dạng địa hình tương ứng với các số ở trong hình. Ghi lại ha, rồi cô sẽ mời một bạn trình bày nha. Một là gì, hai là gì đó. Rồi, 5, 6, 7, 8 là gì? Cô mời ha. À, cô mời bạn Quang Huy nào. Quang Huy ơi. Dạ. Ừ, rồi Quang Huy hãy kể tên các dạng địa hình ở trên màn hình cho cả lớp chúng ta cùng nghe nè. À, số 1 là gì em? Được rồi. Màn hình tới tôi rồi con. Màn hình tới tôi rồi con. Ủa ôi, không nhìn thấy màn hình gì hết cả em. Con thấy mỗi chữ, có mỗi cái tên con. Ủa vậy hồi nãy giờ Huy có nhìn thấy gì không? Dạ không. Ơ vậy sao không nói em? Trời ơi, sao hiền dữ vậy? Không thấy cái gì hết cả, cũng không nói gì hết cả. Ờ, à, sao mà không thấy gì cả thì phải bảo với cô nha. Được rồi. Ừ. À, có bạn nào trong lớp chúng ta cũng gặp tình trạng tương tự như bạn Huy không? Vậy là các bạn đều thấy màn hình cả đúng không? Trừ bạn Huy ha. Rồi. Vậy cô sẽ mời một bạn khác trình bày thay cho bạn Huy nào. À, cô mời bạn Ngọc Linh nào. Dạ hư cô, con nè. Rồi, cho em thì số... Dạ hư cô là cái số 1, con nghĩ là dạng đồng bằng. Rồi, số 1 là đồng bằng. Số 2. Cái số 2 kiểu dạng núi đá cứng nó bị bào mòn bởi gió, cô con cũng không biết gọi sao. À rồi, là do gió tạo nên ha. Rồi, dạ. Số 3 nhé. Cái số 3 là do... vừa do gió vừa do nội lực của mấy cái địa chất á, nó đẩy qua đẩy lại cái xong nó bào mòn rồi xong nó nổi lên cục. À rồi, như vậy là em vẫn chưa gọi tên được không, mới diễn tả được thôi ha. Rồi số 4. Số 4 nó giống cái rãnh bị cắt ngang á cô. À rãnh ha. Rồi số 5. Cô đợi xíu nó chưa qua. À nó qua rồi. Số 5 là dạng sa mạc. À sa mạc. Rồi số 6. Rừng hả cô? Rừng, suối. À, rừng, rồi. À, số 7. Số 7 là vịnh. À, vịnh, biển ha. Số 8. Bán đảo, nửa bán đảo hả cô? À, rồi, bán đảo. Dạ. Rồi, cô cảm ơn bạn ha. Như vậy là bạn đã kể tên được các cái dạng địa hình ở trên màn hình. À, tuy nhiên là sẽ có cái đúng nhưng cũng có cái sai. À, và những cái dạng địa hình này đều là kết quả của tác động ngoại lực nha cả lớp. Tác động từ bên ngoài mà nên đó. À, hồi nãy bạn có phân tích một số cái do cái gì rồi đó. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại xem nè, kết quả chính xác ở đây là gì nha. À, quan sát lại nha cả lớp. Đây. Như vậy kết quả số 1 là đồng bằng là bạn đúng rồi nè. À, đồng bằng là kết quả bồi tụ của các con sông. À, đây là tác động ngoại lực là dòng chảy của sông ngòi ha cả lớp. Rồi còn cái dạng địa hình thứ hai là nẫm đá. À, tên gọi chính xác là nẫm đá ha. Và cái tác nhân ngoại lực ở đây đó chính là gió. Như bạn nói đó đó, gió nó bào mòn nè. À, rồi còn cái dạng địa hình thứ ba nó là đá trán cừ. À, thì đầu tiên là tác động nội lực thì tạo thành cái khối núi đây rồi, đúng rồi nè. Nhưng mà sau đó thì tác động ngoại lực là băng hà. Băng hà cả lớp. Nó sẽ chạy trên bề mặt địa hình và nó khỉa cành, nó tạo thành một cái dãy, một cái hòn đá tròn như thế này thì người ta gọi là đá trán cừu. Đó. Rồi còn hình ảnh thứ tư đó là khe rãnh.
là tác động bào mòn của dòng chảy tràn trong nước chảy tràn trên mặt nước này, nước mưa chảy tràn trên mặt thì nó tạo bào mòn như thế này. À, rồi còn địa hình thứ năm nó là cồn cát ha, chính xác đó là cồn cát. À, ở sát sa mạc cũng được đó. Thì cái tác động ở đây đó chính là gió. À, gió di chuyển tạo thành các cái cồn cát như thế này. À, còn hình thứ sáu là suối. À, tác động tạo thành, tác động ngoài lực ở đây đó là dòng chảy sông suối. Còn thứ bảy là cái dạng địa hình vịnh biển. Và chúng ta thấy ở đây là có bãi cát này, có bãi cát ven biển này. Thì cái tác động bồi tù ở đây, tác động bồi tù ngoài lực ở đây đó chính là biển. À, dòng chảy của biển đó. Rồi còn cái địa hình thứ tám đó chính là các cái roi cát. Đây này, cả lớp cát đây này. Đó, cái chỗ này người ta gọi là cái roi cát ha. Và tác động ở đây cũng chính là do tác động của biển. Như vậy là tám dạng địa hình này là kết quả của tác động ngoài lực mà nên. Đó, vậy từ đó thì chúng ta sẽ hiểu được ngoài lực là gì. Đúng cả lớp. À, và các quá trình của ngoài lực ở trong cái bài số 9 mà cô gửi cho các em trong cái file PowerPoint đó. À, vậy bây giờ chúng ta cùng xem lại một tí xíu nha. Nội dung chính của bài gồm có hai phần ha. Rồi, phần đầu tiên là về ngoài lực nè. À, thì thế nào là ngoài lực và nguyên nhân nào sinh ra ngoài lực? Thì hồi nãy ở bài số 8 chúng ta nói là nội lực là lực từ bên trong. Vậy thì ngoài lực sẽ là lực từ bên ngoài, trên bề mặt trái đất. À, đối lập nhau hoàn toàn cả lớp. À, và cái nguyên nhân đó là chủ yếu là do nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời tác động từ bên ngoài này. À, rồi, và tác nhân gây ra ngoài lực chủ yếu đó là các yếu tố khí hậu. À, như nhiệt độ chẳng hạn, ha. Rồi là các dạng nước như là dòng chảy sông ngòi, biển. À, rồi là sinh vật, tác động của các loài động vật đó và tác động của con người chúng ta. Đó là những tác nhân gây ra ngoài lực. Và ngoài lực sẽ thông qua các quá trình ngoài lực để tác động tới địa hình bề mặt trái đất chúng ta. Đó chính là bốn quá trình. À, phong hỏa, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ. Đó, bốn quá trình này là ở trong cái bài số 9 có trình bày rất là rõ ha. Rồi, và từng quá trình thì chúng ta sẽ nắm về ba cái nội dung. Thứ nhất là khái niệm, thứ hai là nguyên nhân và thứ ba là kết quả. Đó. Ha. Rồi, bây giờ chúng ta chú ý cái quá trình đầu tiên là quá trình phong hỏa nè. Khái niệm ha cả lớp. Là quá trình phá hủy, làm biến đổi các loài đá và khoáng vật do tác động của sự thay đổi nhiệt độ, nước, khí oxy, khí carbonic và các axit có trong thiên nhiên với sinh vật. Và cái cường độ phong hỏa xảy ra mạnh nhất ở bề mặt trái đất. À, gồm 3 quá trình: lý học, hóa học và sinh học. À, ở đây có một câu hỏi là vì sao phong hỏa hóa học lại xảy ra mạnh nhất ở trên bề mặt trái đất? Đó, chúng ta để ý đây nè, cường độ phong hỏa xảy ra mạnh nhất trên bề mặt trái đất. Thì vì sao lại như thế? Thì chúng ta nhớ rằng là bề mặt đất là nơi chúng ta đang đứng đây nè. À, là nơi chịu tác động trực tiếp của nắng, mưa, gió, bão. Vân vân, đúng cả lớp. Là nơi chịu tác động trực tiếp của các yếu tố ngoài lực. Vì vậy mà cường độ phong hỏa nó sẽ xảy ra mạnh nhất thôi. Đó, còn nếu sâu bên trong thì rõ ràng là không chịu tác động của ngoài lực nữa. Cho nên nó sẽ không, cường độ phong hỏa nó sẽ diễn ra yếu. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi ha cả lớp. Ừ, rồi, như vậy là chúng ta tạm thời dừng lại ở đây nè. À, bạn nào mà chưa xem kỹ ở cái bài số 9 thì chúng ta cũng về chúng ta mở chúng ta xem lại ha. Có file PowerPoint ha cả lớp. Đó. Rồi, như vậy là nội dung tuần này yêu cầu chúng ta nhá, tiết thứ tư, tiết sáng thứ tư, tiết 1 đó, thì mở cái bài 11 mà cô vừa gửi hôm qua đó, xem kỹ ha. Có 3 file ha cả lớp. Cô nhắc lại này, có 3 file. File thứ nhất là file video. À, file thứ hai đó là file Word, nội dung ghi bài. Chúng ta có thể gạch trong sách giáo khoa luôn ha, hoặc là in ra. Đó, còn nếu ghi thì ghi chép nhanh chóng ha. Rồi, và có file thứ ba là file bài tập. Chúng ta phải làm để chúng ta hiểu bài. Rồi, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục giải đáp những cái nội dung này. À, rồi, bây giờ lớp nghỉ giùm cô ha. À, các em bấm nút rời đi để chúng ta nghỉ ngơi. Rồi, cô chào các em. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô.